Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 8 tháng 3 đến 18 giờ ngày 9 tháng 3, thành phố ghi nhận 31.365 ca bệnh, trong đó có 12.942 ca cộng đồng và 18.423 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 536 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 1.498, Hoàng Mai 1.433,

Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc mất khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19 hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn. Khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID, nhất là những người có biểu hiện ho sốt để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện, phân loại những ca F0 trong cộng đồng nhằm chặn đứng, khóa chặt nguồn lây nhiễm. Thưa quý vị, trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố, khiến hệ thống giáo dục thay đổi, hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến mới đây tại buổi làm việc giữa thường trực thành ủy hà nội với ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo bí thư hà nội đinh tiến dũng đã khẳng định thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt thường xuyên đối với lĩnh vực giáo dục coi phát triển giáo dục đưa học sinh trở lại trường là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại hội 13 của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò vị trí rất quan trọng của giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đồng thời yêu cầu triển khai mạnh hơn nữa chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025. Ông Dũng nhấn mạnh, Hà Nội xác định rõ vai trò vị trí của thủ đô là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Đảng bộ chính quyền thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt thường xuyên đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, coi phát triển giáo dục đào tạo, đưa học sinh trở lại trường học là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian qua, trước tác động của dịch Covid-19, Hà Nội càng dành sự quan tâm nhiều hơn, vừa tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh, giáo viên, vừa đảm bảo chất lượng dạy và học. Nhờ đó, Hà Nội dẫn đầu với quy mô mạng lưới các trường lớp về giáo dục mũi nhọn và duy trì chất lượng cao giáo dục đại trà ở các cấp học. Để giáo dục đào tạo thủ đô phát triển xứng tầm, Hà Nội đã xác định đây là một trong ba lĩnh vực ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 bên cạnh y tế và văn hóa. Dịch bệnh diễn ra phức tạp, khiến hệ thống giáo dục của toàn thành phố bị ảnh hưởng nhiều, đã có những khó khăn trong việc học tập của học sinh khi phải học online hy vọng tới đây dịch bệnh sẽ thuyên giảm việc bao phủ vaccine cho học sinh được đẩy mạnh thì các em sẽ sớm được quay trở lại trường học đúng như mục tiêu thành phố đã đề ra